Dạo gần đây trên mạng xã hội đang tranh cãi về việc Việt Nam đang thay đổi các thủ tục pháp lý và địa hạt khu vực thông qua phân chia và sáp nhập. Thực ra, việc làm gây đây của chính phủ Việt Nam là một mục tiêu lớn trong nhiệm vụ tinh giản bộ máy nhân sự. Trong quá khứ, các nhà cầm quyền cũng đau đầu về việc tinh giản nhân sự. Ta lấy ví dụ như vào thời Lê Trung Hưng, khi kết thúc chiến tranh với nhà Mạc đã xảy ra tình trạng thiếu quan lại trầm trọng. Việc lấp đầy chỗ này được bổ nhiệm bởi các võ tướng của nhà Lê. Nhưng việc này đã dẫn tới một đội ngũ quan lại kiêu binh hãm tướng. Họ có gốc gác là người Thanh Hóa và Nghệ An với hoàng gia, nên dần họ xem thường pháp luật, không ai trị được họ, vì họ là người bảo hộ triều đình duy nhất. Để thay máu lực lượng này, hai nhà chúa đương thời là chúa Trịnh Tạc và Trịnh Căn đã cố gắng phát triển và ủng hộ nhiều chính sách khuyến học, mục đích nhằm tìm kiếm các nhân tài, thi đỗ làm viên chức nhà nước. Nhưng những chính sách này vô tình tạo ra một hệ lụy nghiêm trọng, đó là tạo thành một trào lưu tham gia đi học để làm sao trở thành quan lại, viên chức nhà nước. Do việc học chỉ ưu tiên, còn các ngành nghề khác bị bóp nghẹt tối đa bằng thuế và thời gian lao dịch nhằm để phục vụ lợi ích triều đình và chiến tranh. Đồng thời, việc rẻ bỉu, xem nhẹ các bộ môn khoa học kỹ thuật, cho rằng học nó chỉ đi làm thuê, không thấy tiền đồ, đã trở thành suy nghĩ của người đương thời lúc đó. Họ cho rằng có con cháu đạt chức vị quan tước sẽ đỡ đần cho gia đình họ rất nhiều. Quan lại đi chung với danh tiếng và quyền lực, người nhà sẽ được bảo vệ qua những áp bức đương thời và có thể thoát nhiều thuế cộng lao dịch. Một ngôi làng có ai đó làm quan còn mừng gấp 3-4 lần nếu có một người giỏi việc rèn đúc hay tìm được cách tạo giống cây trồng tốt. Vô tình chung, nó làm nhiều ngành nghề truyền thống của người Việt lúc đó dần phai mờ. Một số ứng dụng kỹ thuật khoa học trong nông nghiệp thời đấy như luân canh cây trồng, canh đo thời tiết, hay sử dụng luân phiên các loại phân bón được xem là dẫn đầu của người Việt so với thế giới đã dần bị thất truyền. Thay vào đó, các trường học về tứ thư ngũ kinh, Khổng Tử đạo mọc như cỏ dại. Các thầy đồ dù giàu hay nghèo đều được trọng vọng, không ai xem thường. Việc nhu cầu có tước vị, có chức quan tăng cao đến mức dẫn tới việc tham ô, hối lộ, mua quan bán chức hay nhờ vả các mối quan hệ. Hiệu lý Hàn Lâm Viện kiêm nhà phê bình xã hội nổi tiếng thời Lê Trung Hưng, Bùi Sĩ Tiêm đã từng than rằng nạn cầu cạnh để được chức tước là đầu mối rối loạn kỷ cương phép nước. Nhiều cuộc thi mất dần ý nghĩa vì đa phần quan lại được tuyển từ cuộc thi đều không có thực tài, vô dụng. Khi chúa Trịnh Cương phát hiện và muốn cải cách lại thi cử thì đã quá muộn, vì những tiêu cực này đã ăn mòn vào trong tiềm thức cuộc sống của xã hội đương thời lúc đó. Ông chuyển hướng cải cách qua nhóm học trò bằng cách tăng thời gian thi cử, giảm bớt quyền lợi học trò. Đồng thời, những người thi rồi đều được kiểm tra lại năng lực định kỳ. Trịnh Cương còn tổ chức thêm một ban thanh tra quan lại đi thu thập ý kiến người dân nhằm kiểm tra năng lực vị quan sở tại. Trịnh Cương cũng hỗ trợ phát triển nhiều ngành nghề bằng giảm thuế nhằm để giải phóng lực lượng học trò thi rớt vô công dỗi nghề. Trịnh Cương cũng đẩy mạnh tinh giảm nhân sự bằng việc thống nhất các huyện lỵ, giao cho một quan lại quản lý chung. Ông cũng kiểm kê diện tích và hộ khẩu dân cư cho điều tra hộ tịch, nhân khẩu, từ đó tính lại cách thu thuế và phân bổ an sinh xã hội khác nhau, nhằm mục tiêu sửa lại các hạng mục thu thuế, thống nhất một số thuế, gạt bớt những thuế linh tinh, giảm đi sức nặng cho dân chúng, cũng nhằm giảm đi các cơ quan và nhân sự thu thuế. Qua đó, cũng cho loại đi một số chức vụ tư pháp hành chính địa phương liên quan. Tất cả nhiệm vụ trên có sự giúp sức của Nguyễn Công Hãng. Tuy vậy, những cải cách này chỉ giúp ổn định lại xã hội trong thời gian ngắn, vì sau khi Trịnh Cương qua đời, tất cả mọi thứ đã chấm dứt. Trịnh Giang lên ngôi, ông ta ra tay hãm hại các đại thần trụ cột trước của Trịnh Cương như Nguyễn Công Hãng, Lê Anh Tuấn, Đỗ Bá Phẩm, Trương Nhưng, Bùi Sĩ Tiêm. Trịnh Giang thay vì trọng dụng những đại thần thực lực, ông ta chỉ tin dùng một hoạn quan tên Hoàng Công Phụ. Nghe theo kế của hắn, Trịnh Giang hạ sát vua Lê Duy Phương và đưa Lê Duy Thận lên ngôi. Trịnh Giang độc tôn vị thế, không ai kiềm cặp, ông nảy sinh kiêu ngạo, chỉ biết hưởng thụ, ăn chơi và quên đi những cố gắng của cha mình để duy trì sự tồn tại của nhà nước mà các cha ông của ông ta đã đổ bằng máu mà xây dựng nên. Hậu quả là để lại một nhà nước đã mục rửa nay còn mục rửa hơn. Khi hai chúa đời sau là Trịnh Doanh và Trịnh Sâm muốn cải cách lại thì đã không thể được nữa, vì lúc này đã nổ ra quá nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân và phú hào địa phương. Qua câu chuyện này, các bạn sẽ thấy việc tinh giảm nhân sự là một mục tiêu quan trọng của bất kỳ chế độ hay triều đại nào. Nhưng nếu làm không khéo,
hay chỉ tập trung một bộ phận nào đó mà không điều hòa lại xã hội thì nó sẽ vô tình tạo ra một thế hệ chính trị hư hỏng tiếp nối hay hủy hoại những thành quả trước đó. Dù có tinh giảm thì đó cũng là một việc vô ích.